tay kiếm chúng ta giơ tay bắt đầu và xin danh luôn. Tôi là đoàn nhân mời hạ xin ý kiến ghi rõ để cho ghi vào cho chúng ta có tên số tuổi đấy là cái yêu cầu đấy, và hết người nào phát biểu thì chúng ta xin ý kiến về các kiểu và các ý kiến phát biểu trùng lập cho nhiều khóa rồi thì thôi, thì chúng tôi sau đại diện phát biểu thì tôi xin hưởng tết thì không phải 150 người 150 ý kiến không phải ca đâu, đại diện một số người phát biểu sau đó tôi xin ý kiến bên đồng ý và bên không đồng ý ngắn gọn thôi, không đồng ý ta biểu quyết không đồng ý cho đơn vị về kiến thức về bản sắc đầu tư và tâm lý chúng ta cho không đồng ý đấy là cách làm như thế ngắn gọn tập trung và không mất thời gian của các đại biểu. Đây thì tôi xin nói chuyện 2014 thì cái công ty công nghệ Á Châu được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là các sở ban ngành thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương cho đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn xã Lô. Đấy thì cái công ty công nghệ tập đoàn công ty công nghệ Á Châu này thì người ta đã được chấp của thành phố chấp thuận rồi, đã tiến hành khảo sát thiết kế lập bản đồ quy hoạch với tổng dự án đầu tư ban đầu là khoảng 154 tỷ, nhưng khi triển khai thực hiện vào năm 2017 là chúng ta cái công ty công nghệ Á Châu này về triển khai giải phóng mặt bằng để công tác thu hồi giải phóng mặt bằng để triển khai công tác nhà máy. Tuy nhiên khi triển khai xây dựng nhà máy thì nó gặp một số các khó khăn, ở đây là không triển khai được. Cái khó khăn nhất là do là cái vị trí của nhà máy là nó nằm ở khu vực gần dân cư là thứ nhất. Hai nữa là khi chúng ta làm cái bãi chứa nước thải là cái bãi chứa nước thải hiện nay đóng bãi rồi ấy, là trong quá trình triển khai là nó không thực hiện không đáp ứng được yêu cầu những vấn đề ô nhiễm môi trường rồi là do thủy nguồn nước ta cũng ảnh hưởng đến cả con dân cư là cả con dân. Cái thứ ba nữa là cái vị trí mặt bằng này nó cũng gần khu dân cư. Cái thứ tư nữa là ở vùng trũng không có đường giao thông tách biệt đi vào vị trí nhà máy, tức là theo cái đơn vị này là đang được giao thông khó khăn là nó không có đường giao thông đi vào phải đi qua khu dân cư. Thứ tư nữa là ở vị trí trũng nếu như mùa mưa to lớn là có thể là bị ngập lụt là có cách ảnh hưởng môi trường. Do vậy cái công ty công nghệ Á Châu này sau khi khó khăn như vậy người ta hiện nay là báo cáo thành phố là xin rút lui không tham gia xây dựng và triển khai dựng nhà máy ở khu vực nữa. Đấy, cái công ty cũ ấy, tập công ty công nghệ Á Châu đấy, người ta không tham gia nữa, báo cáo thành phố là không tham gia dự án này nữa. Vậy thì khi không tham gia rồi thì ngày 29 tháng 4 năm 2019 vừa rồi là tập đoàn của cái tập đoàn công nghệ Genex là một cái tập đoàn to nhất của Việt Nam chuyên đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn của toàn quốc. Hiện nay cái tập đoàn này đã và đang triển khai trên cả nước này khoảng 70 nhà máy xử lý nước thải với công nghệ hiện đại của châu Âu, với cái quy mô là một cái nhà máy khi sử dụng khi xây dựng đấy nó khoảng 450 tỷ. Đấy, cái tập đoàn này khi xây dựng khoảng 450 tỷ gồm có nhà máy này, khu hệ thống chế biến các ni lông phân giải ra để làm các hạt nhựa này, rồi là gạch không nung này, rồi là máy phát điện vân, là khoảng 450 tỷ. Chưa tính cái hạ tầng xây dựng, hạ tầng cơ sở là gồm có đường giao thông này, rồi là các cái phụ kiện khác là không tính, là tiền thu mua đất là không tính. Thì cái tập đoàn này người ta xin các ý kiến, xin đề xuất được ủy ban nhân dân hòa và ủy ban nhân dân xã cho phép về khảo sát thiết kế và triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn xã Lũ. Xin ý kiến như vậy thôi. Vậy thì ủy ban nhân dân hòa kết luận buổi chiều ngày 3 rồi ấy, ngày 23 tháng rồi của chúng ta trực tiếp thẩm định làm sao tôi đã đạt được như hôm nay. Xin ý kiến của bà con nhân dân. Vậy thì bà con nhân dân là ở đây chúng tôi chúng ta hôm nay là theo tôi là nhất trí với cho đơn vị về các đầu tư hoặc là không nhất trí không cần nghe cho các đầu tư không nhất trí nghe một cái quân là lý do là nhất là chúng ta phải hoặc là phải có một là hai ngàn tiền còn được nhất trí
cần phải ý kiến của các bà phụ
chí trưởng thôn đã triệu tập hội nghị dân chúng tôi về đây với mục đích cuộc họp là về xây dựng bãi rác. Nhưng với nguyện vọng ý kiến của chúng tôi và toàn thể nhân dân trong thôn Ngọc Trục chúng tôi không nhất trí xây dựng bãi rác ở gần khu dân cư thôn Ngọc Trục chúng tôi. Tất cả dân tôi hoàn toàn không nhất trí xin phản đối nhà máy xây dựng.
bao biện thế nào. Về đại diện lãnh đạo thôn là có cả Phạm Thị Thục, bí thư chi bộ, ông Dương Văn Hội trưởng thôn và ông Nguyễn Đình Dần trưởng ban mặt trận ạ. Về diễn biến của hội nghị thì chủ đạo hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai của hội nghị và thông qua những nội dung cơ bản của văn bản số 79 ngày 19/4/2019 của tập đoàn công nghệ Zetech về việc đăng ký tham gia đầu tư dự án nhà máy xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã Đông Lỗ và yêu cầu nhân dân tham gia ý kiến đồng thuận ủng hộ để góp phần xử lý rác thải triệt để, cải tạo môi trường trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn xã nói riêng. Sau khi chủ tọa hội nghị triển khai các nội dung trên thì ý kiến của các thành viên tham gia hội nghị cụ thể như sau ạ. Thứ nhất là ông Dương Văn Vị không nhất trí cho khảo sát xây dựng nhà máy vì gần khu dân cư và ô nhiễm môi trường. Thứ hai là bà Dương Thị Tình không nhất trí cho khảo sát xây dựng nhà máy. Thứ ba là bà Nguyễn Thị Lan không nhất trí cho khảo sát xây dựng nhà máy vì gần khu dân cư và ô nhiễm môi trường. Thứ tư là bà Nguyễn Thị Thơ không nhất trí cho khảo sát xây dựng nhà máy mà đề nghị xây dựng xa khu dân cư. Thứ năm là bà Lê Thị Thủy không nhất trí cho xây dựng khảo sát nhà máy. Trên các cơ sở ý kiến của các đại biểu tham gia hội nghị, để đảm bảo thời gian và chất lượng hội nghị, chủ tọa đề nghị các đại biểu biểu quyết cụ thể như sau ạ. Một là các đại biểu không nhất trí cho phép tập đoàn công nghệ Zetech Việt Nam về khảo sát xây dựng nhà máy trên địa bàn vì ảnh hưởng đến môi trường trước mắt cũng như lâu dài. Số lượng đại biểu biểu quyết là 150/150 đại biểu bằng 100% ạ. Thứ hai là số lượng đại biểu nhất trí xây dựng là không đại biểu bằng 0% ạ. Kết luận của trưởng đoàn là chủ đạo hội nghị biểu quyết 100% không nhất trí cho xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại khu vực Đồng Dơ và nếu có xây dựng thì phải đưa ra xa khu dân cư tối thiểu 1.000m trở lên. Cho xin hết. Thì cuối cùng nó chỉ là cái không đồng ý và nhất trí thôi, còn các tôi đi kiến khác thì tôi không đề cập sâu để cùng thời gian ngắn và chuyên đề của chúng này để 100% đại biểu không nhất trí. Thế thôi là ta trên sở nó cảm ơn thử lên để hiện nay chúng tôi sở hữu sức bà con dân để phản phúc cho cái đơn vị đó. À, bác kia bác sĩ đầu tư huyện cũng trả lời là ông không đầu tư nữa, bà con cũng không nhất trí. Đấy là cái mục đích của cái việc hôm nay là như vậy. Còn theo những ý của đồng chí chủ tịch chủ tọa hội nghị hôm nay nói có hai ý. Ý thứ nhất tức là cách 1 km thế còn vì ở vị trí Đồng Dơ đây có nghĩa là không đủ tiêu chuẩn đó vì nó gần dân cư quá. Thế còn cách 1.000m là nó ở vị trí nào, vậy dân dân chúng tôi đây là không đồng ý được. Một cách 1.000m hay là 1.500m là được làm đâu, không phải. Bởi vì nó ảnh hưởng lâu dài mãi mãi đời con đời cháu. Cho nên cái đấy các đồng chí phải nghiên cứu câu nói từ hết ý kiến. Tại kiện toàn 5 văn bản. Thứ nhất là tôi hoàn toàn nhất trí với văn bản của thư ký hội nghị đã ghi. Bởi vì ông Tựa nói là có một câu ngoài nội dung. Đây là cách xa dân cư 1.000m. Chính vì thế tôi mới phải như vậy là đề nghị cho thông qua văn bản. Và trong biên bản hội nghị hôm nay không có ý ấy thì tôi hoàn toàn nhất trí hội nghị như này. Như thế là chúng ta xác định là hội nghị hôm nay chỉ có đồng ý và không đồng ý xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Đồng Dơ, không có nội dung khác. Đấy, tự nhiên chủ tọa đưa một cái nội dung kia vào buộc tôi phải như vậy là có ý kiến. Nhưng nếu không có câu ấy thì tôi đã đồng ý rồi. Tôi đề nghị như vậy là thông qua rồi.